Anh ơi, cho em hỏi, mắt của em một bên là 10 trên 10, một bên là 8 trên 10, có cần phải đeo kính không ạ? Các bạn đã bao giờ khám mắt chưa? Bạn khám mắt đi nghĩa vụ quân sự này, khám mắt để bảo vệ sức khỏe, là khám mắt để đi làm việc trong doanh nghiệp này, khám mắt để chúng ta biết được rằng là bảo vệ sức khỏe trước khi nó bị gì xảy ra thì chúng ta đi khám. Thì thường thì chúng ta khám sẽ đưa mắt vào trong một cái máy để chúng ta đo, sau đó chúng ta ra chúng ta test vào cái bảng chữ cái ABCD, đúng không ạ? Có người bảng là bảng chữ C, có người bảng chữ E, có người bảng chữ con vật. Thế thì chúng ta sẽ xác định được rằng là 10 trên 10 là một mắt chúng ta che lại như thế này, mắt còn lại chúng ta nhìn đọc được hàng 1, hàng 3, hàng 4, hàng 6, hàng 8, hàng 9, hàng 10, được gọi là 10 trên 10. Và ngược lại chúng ta che mắt bên này, chúng ta cũng đọc từ 1, 2, 3, 4 cho đến 8 trên 10 thì một bên sẽ được 10 trên 10 và bên 8 trên 10. Thế bên 10 trên 10 thì gọi là mắt đạt chuẩn và mắt 8 trên 10 được gọi là chưa chuẩn. Thế thì mắt đạt chuẩn thì là không có độ 10 trên 10. Mắt mà chưa đạt chuẩn 8 trên 10 thì chỗ này chúng ta cần phải xác định số độ chính xác nó là bao nhiêu trong trường hợp là 8 trên 10. Nếu mà 8 trên 10 thì chúng ta đâu đó cũng bị nhẹ thôi, không đến nỗi lắm. Nếu có trường hợp xảy ra độ cận hoặc độ loạn thì nó rơi vào từ 0.5 đến 1 độ, hoặc là loạn 0.5 đến 1 độ thì trong trường hợp này nó cũng không phải là quá nặng. Nếu mà trong sinh hoạt của chúng ta thấy nó cần phải nhìn rõ hơn thì chúng ta nên đeo kính. Còn nếu mà chúng ta đeo kính mà thấy nó bất tiện, chưa phải là giúp cho chúng ta quá nhiều trong việc là nhìn rõ thì chúng ta đeo khi cần thôi, không phải là đeo thường xuyên. Còn một số anh chị nếu mà công việc nó không phải cần thiết lắm thì chúng ta cũng chưa cần thiết phải đeo. Nhưng hiện nay thì rất là nhiều các anh chị bảo vệ mắt trước khi nó bị cận quan trọng hơn là nó bị, nên chúng ta bảo vệ khi mà ngay cả lúc không có bị gì hết, không cần chúng ta vẫn đeo để mắt mình đỡ bị tăng độ, đeo để mắt mình đỡ bị thị lực yếu, đeo để mắt mình làm sao ạ, nó đừng có xảy ra trường hợp bị loạn hay là xảy ra trường hợp bị cận. Nếu mà chúng ta bị cận bị loạn thì đây là coi như là việc đã trễ rồi, chúng ta mới đi kiểm tra. Còn nếu mà chúng ta kiểm tra mà chúng ta thấy mắt mình bình thường thì chúng ta đeo trước khi nó xảy ra cái việc đó. Nếu mà bạn cũng đang băn khoăn điều gì đó, cứ comment ở phía dưới chúng tôi ở đây để hỗ trợ anh chị hiểu thêm về điều này, bảo vệ được mắt của mình, bảo vệ được cả gia đình. Rồi, thêm những câu hỏi anh chị cứ đặt thì chúng ta cũng vẫn cứ đặt ở phía dưới, chúng tôi sẽ làm những video để trả lời câu hỏi cho anh chị. Giống như các bạn đang đặt câu hỏi trong này thì chúng tôi sẽ sử dụng câu hỏi của anh chị để trả lời cho anh chị bằng video.